Ahoy, xem Yina và vítám vás u dalšího video. Xin chào mọi người và mọi người đang xem phần cuối của chủ đề chào hỏi và làm quen. Ở những video trước chúng ta đã học về cách chào, hỏi từ đâu đến, hỏi sức khỏe hay cách trả lời. Vậy trong video này sẽ là những gì? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cách hỏi tuổi. Trong giao tiếp thân mật chúng ta sẽ hỏi là bạn bao nhiêu tuổi, sẽ là kolik je ti let. Kolik je ti let. Trong giao tiếp lịch sự, kolik je vám let. Kolik je vám let. Và trong câu trả lời sẽ là je mi số tuổi và let. Let trong trường hợp này có nghĩa là số tuổi. Phần học về số thì sẽ có trong video sau, vậy nên chúng ta chỉ điền số tuổi vào chỗ chấm thôi nhé. Cách hỏi về số điện thoại. Trong giao tiếp thân mật mình sẽ hỏi là số điện thoại của bạn là gì? Sẽ là jaké je tvoje telefonní číslo. Jaké je tvoje telefonní číslo. Và trong giao tiếp lịch sự, từ tvoje sẽ chuyển thành vaše. Jaké je vaše telefonní číslo. Và câu trả lời sẽ là moje telefonní číslo je. Và các bạn điền số điện thoại của mình vào chỗ trống. Hỏi địa chỉ. Trong giao tiếp thân mật mình sẽ hỏi là địa chỉ của nhà bạn là gì? Sẽ là jaká je tvoje adresa. Jaká je tvoje adresa. Trong giao tiếp lịch sự sẽ là jaká je vaše adresa. Jaká je vaše adresa. Và câu trả lời sẽ là moje adresa je. Và các bạn điền địa chỉ của mình vào chỗ chấm. Dobrý den, paní Nguyenová. Jak se máte? Dobrý den, paní Tranová. Mám se dobře. Děkuji. A vy? Mám se skvěle. Jaké je vaše telefonní číslo? Moje telefonní číslo je 775-278-556. Jaká je vaše adresa? Moje adresa je Libušská 319. Děkuji, mějte se hezky a naschledanou. Naschledanou. Sau đây sẽ là các cách nói lời cảm ơn. Trong giao tiếp thân mật chúng ta có thể nói là dík, díky, děkuju, děkuju ti, děkuji, děkuji chúng ta còn dùng trong văn viết. Trong giao tiếp lịch sự, děkuji vám, děkuju vám. Và cả câu sẽ là děkuji hoặc là děkuju za cộng với danh từ. Khi muốn cảm ơn ai vì đã hỏi thăm gia đình của mình, chúng ta sẽ nói là děkuji za optání. Děkuji za optání. Cảm ơn về sự hỏi thăm. Děkuji za pomoc. Děkuji za pomoc. Cảm ơn về sự giúp đỡ. Děkuji za váš čas. Děkuji za váš čas. Cảm ơn về thời gian của ông bà. Khi nhận được câu cảm ơn, chúng ta sẽ trả lời ra sao? Prosím, nghĩa là không dám. Và sau đây sẽ là hàng loạt từ mà chúng ta có thể nói và nó đều có nghĩa là không có gì cả. Není zač. Není zač. Nemáš zač. Nemáš zač. Và trong phép lịch sự chúng ta có thể dùng nemáte zač. Nemáte zač. Za málo. Za málo. Není za co. Není za co. Và còn một câu cũng ít khi dùng, đó là khi chúng ta thấy rất là vui, rất hân hạnh khi được giúp, khi được nhận câu cảm ơn, chúng ta sẽ nói là rádo se stalo. Rádo se stalo. Và sau đây sẽ là cách xin lỗi. Chúng ta hay dùng đó là từ pardon. Pardon. Hoặc từ promiň. Promiň. Trong phép lịch sự chúng ta sẽ dùng là promiňte. Promiňte. Hoặc là omlouvám se. Omlouvám se. Tiếp theo là những câu chúc rất hay dùng trước khi tạm biệt. Chúng ta sẽ nói là mějte se hezky. Mějte se hezky. Hoặc trong phép giao tiếp lịch sự chúng ta sẽ nói là mějte se hezky.
Từ te đứng sau động từ chúng ta sẽ luôn luôn dùng trong phép giao tiếp lịch sự. Và câu vừa rồi có nghĩa là chúc mọi sự tốt đẹp. Hezki den. Hezki den. Chúc một ngày tốt lành. Hezki zbitek dna. Hezki zbitek dna. Chúc phần còn lại của ngày tốt lành. Hezki weekend. Hezki weekend. Chúc cuối tuần vui vẻ. Và khi chúng ta nói là hãy tận hưởng đi nhé, chúng ta sẽ nói là Ujisito hoặc là Ujitesito. Khi ai đó đi xa, chúng ta sẽ nói là Shichasnotestu. Shichasnotestu. Đi an toàn nhé, sẽ nói là Dobre doyech. Dobre doyechta. Khi chúc nhiều may mắn, chúng ta sẽ nói là Hodnye shichasti. Hodnye shichasti. Achito vida. Hoặc là Ach vam to vida. Xin chúc mừng, chúng ta sẽ nói là Gratului. Gratului. Blahopřeji. Blahopřeji. Và khi chúc rượu hoặc là khi ai đó hát hơi, chúng ta đều dùng từ là Nazdravi. Nazdravi. Sau đây sẽ là những câu nói chào tạm biệt. Trong video trước chúng ta đã học là Naskhledanou, hoặc chúng ta có thể dùng là Ahoy. Vậy sẽ có những lời tạm biệt nào khác? Hẹn gặp lại sớm, chúng ta sẽ nói là Brazil Naskhledanou. Brazil Naskhledanou. Hoặc là Naviděnou. Naviděnou. Trong radio chúng ta hay nghe là Naslyšenou. Naslyšenou. Hẹn gặp lại vào ngày mai, chúng ta sẽ nói là Zítra Naskhledanou. Zítra Naskhledanou. Hoặc là Uvidíme se zítra. Uvidíme se zítra. Tạm biệt. Tak zatím. Tak zatím. Xin lỗi, tôi vội. Chúng ta sẽ nói là Promiň, spěchám. Hoặc là Promiňte, spěchám. Tôi sẽ liên lạc, sẽ là Ozvu se. Ozvu se. Hoặc là Zavolám ti. Trong phép lịch sự chúng ta có thể nói là Zavolám vám. Để ôn lại bài tập, các bạn hãy bình luận dưới video những câu trả lời sau đây nhé. Jak se máte? Jak se máte? Kolik je vám let? Kolik je vám let? Và viết một câu chúc. Vừa rồi chúng ta vừa làm quen với rất là nhiều câu và cách nói cơ bản mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng. Cảm ơn mọi người đã xem video đến tận đây. Mong rằng mọi người sẽ xem video thật nhiều lần để nhớ những câu nói trong video nhé. Nếu thích video này, hãy like, chia sẻ và nhấn nút theo dõi kênh YouTube Tam Đam Media. Nhớ tới Seski, ahoy!